Để tiến hành một phi vụ bắt cóc chót lọt và có tổ chức, trước hết, loài kiến này sẽ cử các nhóm gồm những thanh niên loay choay le ve đi thám thính các khu vực lân cận. Mục tiêu của nó là tổ kiến đen ngáo ngáo ngơ ngơ. Ngay khi khóa mục tiêu xong, lực lượng do thám sẽ nhanh chóng chạy như Tào Tháo đuổi, trở về báo cáo cho cả đàn để triển khai cuộc tấn công chớp nhoáng. Đầu tiên, kiến bắt cóc sẽ dàn quân như đi hỏi vợ, kéo theo cả một dòng họ tông ti tỉ muội, một lực lượng lớn đến cả trăm, thậm chí cả ngàn cá thể, nhanh chóng tiến đến tổ của con mồi. Tuy nhiên, loài kiến đen ngáo ngơ kia cũng khá là thận trọng, vì chúng biết được có sự hiện diện của những kẻ bắt cóc ở trong vùng, nên về cuối ngày, chúng đóng cửa, tắt điện, bịt lối vào của tổ mình bằng những vật dụng cây nhà lá vườn như đất, cành cây nhỏ và sỏi. Tuy nhiên, vải thưa không thể che nổi mắt kiến, không mất nhiều thời gian để đội quân bắt cóc này phá được cổng thành. Và một khi xuyên thủng lớp phòng thủ, kiến bắt cóc sẽ nhanh chóng đi thẳng đến vị trí của những con